Nhà em ăn rồi ạ. Ủa, kịp quá nhờ. Không quả xe. Đi vào đây. Đấy, tí đúng lại rồi. Đúng kiểu. Đi rồi. Dẹp. Chào cho ông đi. Lái kiểu đi xe kiểu xe đầu gấu nhỉ? Xe phân phối lớn à? À. Bố kiểu kéo con trâu ấy nhỉ? Quay. Xe phân khối lớn gì mà toàn phải trâu rắc đấy này. Hả? Xe phân khối lớn kiểu gì toàn trâu rắc này. Vì này, bây giờ nó khóa cổ xe. Không khóa cả xe. Ê. Không cổ không cả. Tí nữa ông mới trò trong nhà giờ. Đâu, nó đóng cửa ngủ ra. Bây giờ là phải đề phòng. Không sợ mưa rơi. Đấy là bài phép thử cho anh Mạnh nhưng mà... Tối hôm qua nha mà con đấy đi thể dục lúc 2 giờ sáng thôi Mạnh. Thấy hai đứa muốn hú không hoài kìa, thấy người đi qua là giả vờ sửa xe. Ừ. Lúc giờ bọn đấy nó mình đi lại đông lắm không? Lúc 2 giờ ạ? À? Thể dục 2 giờ sáng á? Con nhà thang thèo mà hai đi chẳng chẳng hắn đi bán hàng hoặc là thẻ đêm á. Cái ngõ này lúc 3 giờ, 2 giờ 3 giờ, 4 giờ dậy thì toàn cái mở cổng. Ơ? Đâu? Không. Cái lúc 4 giờ thì có ai đi đâu, phải 5 giờ con Thúy mới đi, rồi sau đến ông Nhượng bà Tây. Cháu có đi sớm nhất. Mà ai lại mở sớm thế? Thường thì xem một ngày cái cổng giờ. Đêm không khóa. Thế à? Chết rồi cậu. Ừ, sáng nào. Thế thì nguy hiểm lắm. Anh nào phải quán triệt anh nào dậy sớm hơn. Thường mấy 2 giờ sáng thấy đã là cạch rồi. 2 giờ sáng thì ông đang đi thì không bao giờ ông kể cổng rồi. Nhưng mà cái lúc mà thằng Đạt đi lúc 4 giờ đấy là anh nào về đi nữa là sao? Tầm đấy ngủ say nhất, tầm 3 giờ. Cháu đi hầu như...